Sao em có thể làm như vậy hả? Nếu chị kêu em ra đây để chất vấn và thay đổi quyết định của mình á, thì không cần đâu. Em đã có lựa chọn của mình rồi. Chồng em là một người đàn ông tốt, em không thể đối xử với Dược ấy như vậy được. Tốt thì sao chứ? Chị nên nhớ, em mới là em của chị mà. Chị đã nói với em rồi, em phải chấm dứt cái con người đó đi. Đừng có để cho Dược ba biết, xem là để cho Dược phát hiện ra. Em có nghĩ tới cảm nhận của Dược ấy không vậy? Tại sao lúc nào chị cũng nghĩ đến cảm nhận của anh ta? Còn cảm nhận của em thì sao? Đã bao giờ chị đứng về phía của em chưa? Rồi bây giờ em định làm gì? Còn làm gì nữa? Em sẽ lấy anh Hùng. Em điên rồi. Em chưa bao giờ tỉnh táo như bây giờ. Chị với mẹ lúc nào cũng nói anh ta tốt thế này tốt thế kia, nhưng mà đàn ông không lo lắng cho vợ con mình một cuộc sống sung sướng thì có đáng mặt làm chồng làm cha hay không? Tại sao vậy? Tại sao lúc nào cũng nghĩ tới bản thân mình hết vậy? Bây giờ á, em lo mà đi xin lỗi Dượng ba, rồi hàn gắn lại tất cả mọi chuyện đi kìa. Xin lỗi sao? Khó khăn lắm em mới thoát ra được. Còn lâu em mới tự đeo gông vào cổ mình lại. Em... thôi đủ rồi. Chị đừng xem vào chuyện cá nhân của em nữa. Chị về lo cho chuyện của chị đi. Hân! Chị mong là em sẽ không làm gì để sau này phải hối hận. Đón xem Gạo Nếp Gạo Tẻ, bộ phim của gia đình Việt năm 2018, lúc 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Tư trên kênh HTV2.